Hello, ngày hôm nay mời tất cả các anh em ở trên Nonolip chúng ta đến với một tựa game kinh dị mới. Nó có tên là Palmyra Orphanage, có nghĩa là trại tế bần Palmyra. Tôi chả biết là tế bần tế bèo gì mà vừa vào đã thấy có cái lớp học, một cái đầu để ở trên trông như cái mõ kia. Cảm ơn anh em Blaster nhá. Trông như cái mõ kia không hiểu là như thế nào luôn. Game này ra thì thực ra không phải là game mới, nó cũng ra từ lâu ở trên Steam rồi. Nhưng mà tôi nhiều khi tôi nhìn tôi ái ngại em ạ. Tôi nhìn cái mấy con game nào nó cứ để mấy cái hình kiểu trông nó cứ kinh dị là tôi ái ngại. Mà thôi, tầm này chúng ta cũng gọi xóa đi, không có vấn đề gì. Hôm nay chúng ta chơi một phát cho nhanh, không nói nhiều. Đâu sẽ nào. Cho sáng lên tí cho anh em đỡ sợ. Đấy. Làm gì có thằng nào chơi game kinh dị tâm lý như tôi. Vào cái là việc đầu tiên là chỉnh sáng cho anh em đỡ sợ. Quá tâm lý luôn. Tôi không hiểu anh em thì ai hiểu. Nào, new game có vẹo gì vạ vẩn ma quỷ ra đây cho nó xong cái buổi tối này đi à. Mệt hết cả người. Buồn lắm. Covid cô vùng. Buồn lắm, bà ra luôn đây thì nói nhiều. Bức thư từ một người bạn. Một người bạn từ coi như là chính quyền thành phố gửi cho tôi bức thư này với cái địa chỉ của trại tế bần. Có vẻ như tôi sẽ phải quay trở lại để thăm lại mái nhà xưa. Cảm ơn anh em Blaster. Cái gì đây? Này, không may là tớ không tìm được bất kỳ một cái manh mối nào, không có bất kỳ một cái tài liệu nào nói về cái việc nhận nuôi hay là thuyên chuyển của một người có tên là Kai Sovelet. Cậu nói rằng là anh ấy đã từng ở trại tế bần Palmyra, cho nên cậu nên đến đó để tìm kiếm trong những cái tài liệu của họ xem sao. Nơi đấy đã bị đóng cửa 5 năm rồi, nhưng mà các tài liệu vẫn được để lại. Tớ biết là ký ức của cậu về cái nơi đấy nó không tốt cho lắm, nhưng nếu mà cậu tìm được tài liệu về em trai của cậu thì cậu có thể biết được là em trai cậu đã đi đâu. Ok, tôi hiểu rồi, rằng từ ngày xưa là trại mồ côi chứ tế bần con kẹt. Trại mồ côi, trại tế bần thì cũng gần như nhau thôi mà. Không hiểu, anh em buồn cười. Ừ thì mồ côi, chả hiểu mồ côi tế bần thì khác gì nhau. Cũng vậy cả thôi mà, ngày xưa hay gọi thế. Nói chung là như này, là ngày xưa nhân vật chính chúng ta là có hai anh em. Thì mình chắc là được nhận nuôi trước. Còn đứa em thì lại bị giữ ở lại. Sau này lúc mình lớn lên rồi, được nuôi dạy lớn lên rồi thì cũng muốn tìm hiểu xem là em mình năm xưa đã được ai nhận nuôi chưa, là được thuyên chuyển đi đâu chưa. Nhưng mà không có bất kỳ một cái tài liệu nào nói về việc đấy cả. Cho nên bây giờ mình phải mò về lại cái trại mồ côi cũ của mình để tìm hiểu xem là em trai mình ra sao. Ok, rồi. Rất dễ hiểu. Ôi chết rồi, tôi đang chỉnh cái này quá. Tab để mở inventory, ship để chạy. Đấy, con game này vừa mới vào, chưa kịp vào nó đã dọa nhau, nó bảo là ship phải chạy rồi. Sử tô. Chưa vào nó đã có ship rồi anh em bảo, có chết tôi không. Thường các con game mà phải đến gần cái đoạn dọa rồi nó mới có cái chữ ship hiện lên cơ. Đây, chưa vào nó ship. Làm game để ship à? Cảnh đẹp phết nhở. Nhìn cái cửa mình đang ở Sóc Sơn ấy. Đây lúc lớn rồi đi ô tô vào đây. Anh có biết là cái sự, anh em có biết là cái sự vô lý của những game kinh dị bây giờ làm như nào không? Cảm ơn anh em Tiến Anh. Tôi chơi rất nhiều game kinh dị rồi mà tôi cảm thấy là chưa một game kinh dị nào mà nó có sự đột phá ở trong cái việc này cả. Đó là gì? Tại sao người chơi không có cái lựa chọn là mở cái cửa đấy ra, lên ô tô và đi về? Tôi nói với anh em luôn, con thần trùng của tôi nhé, ngay lúc vào game sẽ có một cái lựa chọn là đéo vào nhà ma nữa mà đi về. Nói nhiều. Gió máy kinh phết. Rồng rồng.
Cảm ơn anh em Shorty. Không sao anh, em tin anh có thể làm được. Gì đâu, tôi giả vờ sợ cái cho anh em cảm thấy nó vui vẻ thôi. Thường trên MBC tôi hay thế mà. Game MBC là thường, tức là cái lúc mà tôi la ối ới ấy, ối ứ ấy là lúc ấy tôi cười. Nhưng mà lúc đấy anh em nghe giọng là anh em tưởng tôi sợ. Nó là một cái tuyệt chiêu mà, một cái đòn của bọn streamer với cả YouTuber đấy. Tôi không nói ra, bây giờ tôi nói thẳng là cho anh em biết thôi. Tôi sợ đéo. Béo đi. Vừa vào. Có ai không? Mà sao cái chạy tế bần này bỏ hoang 5 năm rồi mà sao chả có ai khóa cửa để mở vào vậy thoải mái này? Không có đèn đóm gì. Leo la leo lét. Anh ơi. Ôi mẹ, cái kia nhìn như con rán đấy. Có ai ở đây không? Cảm ơn Phen, cảm ơn Đức tóc gì. Mà tài thật, sao có chim sống ở trong này được 5 năm, nó bị nhốt trong này, nó sống bằng cái nào, cách gì? Game làm vô lý nó vừa đấy chứ. Đây là Nga. Rồi, trông mấy cái hình. Cái gì đây? Mình tìm được thứ này trong phòng bảo vệ, không có gì thay đổi cả. Họ vẫn coi như là sử dụng cái cách làm xưa cũ của người Xô Viết. À, cái này là kiểu như là một cái tờ giấy đón chào những bậc phụ huynh muốn đến đây để đón con. À, đây là phòng bảo vệ. Đây rồi, chúng ta có lửa đây rồi. Ấn F để bật lửa, có thể sử dụng nó để thổi nến. À, chuyên gia coi như là tỉa nến rồi. Sử dụng bật lửa sẽ có thể bị tốn mất ga. Tôi chết tội rồi. Ok luôn đi. Ơ. Đéo đi game đây còn leo cả bàn đây. Làm nào để rồi. Tôi đã hiểu cơ chế. Trên đường đi chúng ta sẽ nhặt được coi như là ga cho bật lửa. Ok luôn. Quá đơn giản. Con này giống thần trùng phết. Thần trùng có quả bật lửa. Con này giống thần trùng phết. Này các anh ơi, em đến đây nhận nuôi các anh ơi. Đây là phòng chơi của trẻ con. À, từ từ đã, con game này thì phải cho tiếng to lên tí nhở, gấp đôi so bình thường thì anh em mới ép phê chứ nhở. Cứ để tiếng bé quá nhiều khi anh em lại tỏ ra coi như là có gì không sợ hãi, tôi rất buồn. Ai đây? Đừng làm bật lửa tốn ga anh nhá. Cứ làm mới làm gì nhau. Cái gì đây? Harry Potter à? Ô. Harry Potter đang cưỡi chổi này. Đấy, Harry Potter đang cưỡi chổi này. Đấy. Đây là vợ chồng Ron với cả Hermione đây này. Đấy. Đây áo đỏ phía dưới là Voldemort đây. Tôi lại chỉnh nhỏ. Đối phó à? Đối phó à? Thói ở đâu mà streamer chơi thì mắc màn hình full volume, viewer thì bật cho nhỏ là như nào nhỉ? Lại còn khoe vui lắm ấy. Hèn mặt. Ơ. Làm nào để mở cái cửa này? Mở nào. Cảm ơn anh Huyền. Ôi ôi. Anh Huyền khiếp quả ảnh, khiếp ngồi trên giường châm. Chết. Các chị em cứ sinh thế này thì anh em chịu thế nào được, tôi đi đường nào? Bây giờ làm thế nào? Không mở được cửa, bây giờ hết bố gan ơi, đi kiểu gì? À đây, đây là bể bơi em ạ, bể bơi. Bể không vào được. Hay là có chìa khóa gì khác ở đâu không nhỉ? Đi thẳng á? Không được ấy chứ, nó không cho. Không mở được, làm sao ấy. Con game làm ngu thế nhở.
Thế có chìa khóa chìa khiếc gì ở đây không? Hay phải ra ngoài nhở? Có khi là có đường nào khác ở ngoài chăng? Không có. Không có mới cay. Ôi, cảm ơn Nhã Phạm. Thắp nến hết anh ơi, thắp hết rồi mà. Làm gì còn cái nến nào chưa thắp đâu. À, ừ thì đúng là vẫn còn cây nến thật, mà cây nến nó không phải để thắp. Cái nến là để đút. Chị em cứ buồn cười nhở, cứ nói những cái câu mất dạy. Nghĩ hay, gái con đứa. Ê thẹ tí xem nào. Cửa sổ chỗ cửa. Cửa sổ nào. Cửa sổ. Nhà của em, anh tưởng anh đi lung tung. Đâu chỗ nào, cửa sổ nào. Đâu. Làm được cái gì đâu. Ừ học bàn. Ừ đúng 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 học bàn rồi rồi rồi. Vừa va vừa vật. Mở cửa ra. Được rồi, đã hiểu. Đây là inventory của tôi. Cái gì đây? Ôi ôi, khiếp cháu nào vẽ cái gì đấy? À đây, hai anh em bị chia tách đây. Hai anh em bị chia tách. Đây là bức vẽ của một vài đứa trẻ. Khổ. Ta rất nhiều đứa trẻ bị chia tách ấy. Cái bên mà có bố mẹ với cả đứa con ấy kìa, là người ta đến người ta nhận nuôi. Còn cái bên kia là bên không hiểu sao đã bị giữ lại ấy. Chắc là bị người của cái trại mồ côi người ta giữ lại. Khổ, chia cách. Chia cách nhau. Cái cảnh mồ côi tôi thật với anh em, một khi đã nhận nuôi ấy, mà người ta có hai anh em phải nhận nuôi luôn hai anh em nhỉ anh em nhỉ? Không hiểu sao nhận nuôi có một khổ người ta ra. Có hai anh em thì thôi, thì đã nhận thì đã chốt thì cho nó chết. Đây là khu vực trẻ em. Ok được rồi. Đây đây đây, tài liệu đây, phòng tài liệu, phòng tài liệu. Khóa mẹ cửa rồi, mình phải vào phòng tài liệu để xem ở năm xưa thằng em trai mình được ai nhận đi. Đây là khu vực của nhân viên. Ủa khiếp, tối thế. Các anh chị nhân viên ơi, có anh chị nào vẫn còn ở sao quạt thì vẫn chạy, sau 5 năm rồi quạt vẫn chạy là sao? Tốn điện thế. Chị Trang ghen đòi đốt shop. À thế à, Trang ghen gì, Trang giả vờ ghen thôi. Trang có nghĩa để ghen gì tôi. Lớn lên ở nơi này không vui chút nào. Ôi ôi, đây là bức thư của một người gửi đến coi như là ông hiệu trưởng của cái trường này. Làm sao chúng ta có thể chăm sóc được cho người khác, những đứa trẻ, trong khi chúng ta không có tiền. Ôi ôi, tôi còn chưa nhận được cả lương 5 tháng nay rồi. Đội ngũ làm việc ở đây bực mình lắm rồi. Nói chung là chạy tế bần, à quên, chạy mồ côi này là nghèo. Nhân viên bây giờ là còn đang không có cả tiền lương, 5 tháng nợ lương. Thế này thì chăm sóc cái gì đây, phòng của hiệu trưởng đây. Ôi cái này. Thề gì luôn. Phá phần. Tranh gì đây. Đây là một người mang hai đứa con đến xong rồi gửi cho. À như vậy tôi hiểu rồi. Cái hình người mà có cái cà vạt đỏ giữa kìa. Đấy là ông hiệu trưởng. Còn cái ảnh bên tay trái chắc là hai anh em mình đấy, được đưa đến cái trại tế bần. Trong trại tế bần có rất nhiều đứa trẻ thì ông hiệu trưởng ra mới nhận. Đây là hình vẽ hiệu trưởng thôi.
rất cá mình. Không hiểu. Thầy ơi, con đến thăm thầy đây. Thầy Trượng Hiểu ơi. Ôi dồi ôi, thầy coi như là có sở thích kỳ lạ thế. Thầy thích để đầu trẻ con ở trên bàn à? CCCP đây, từ thời Liên Xô đây. CCCP là viết tắt của Liên Xô. Cảm ơn Yến Linh. Ôi khiếp, các chị em hôm nay hiển lộ nhiều. Không có gì, giật cá mình. Cứ tưởng có gì nó sẽ dọa tôi là trước. Không có gì. Ô à, game này có tính năng trốn nhá. Mấy poster Liên Xô đẹp VD. Đẹp mà. Tranh cổ động kiểu ngày xưa ấy. Đẹp mà. Cảm ơn Lady Min, cảm ơn Seter Dư. Như vậy là phòng thầy hiệu trưởng không có gì à? Thế phải có cái gì đấy chứ. Tài liệu tài liếc gì không? Đây rồi. Ngày 15 tháng 6 năm 96, tôi vẫn thường nói với đội ngũ của mình rằng à, hãy cố gắng nuôi dạy lũ trẻ cho tốt. Nhưng mà giờ đây những cái lời nói của tôi nó không còn hiệu quả nữa. Nhân viên bây giờ họ chả quan tâm. Ôi ôi. Ôi mẹ, lại còn ngày hôm nay lại còn có đến 6 đứa trẻ đã coi như là có ý định chạy trốn khỏi trại mồ côi này. Chúng nghĩ rằng là thà là chúng sống ở trên đường phố còn hơn sống ở đây. Không, chúng tôi coi như phải khiến cho bọn trẻ trở thành người tốt, kể cả có bằng vũ lực nếu cần. À, là hiệu trưởng là có tư tưởng sử dụng vũ lực ngăn cản không cho lũ trẻ có được tự do. Cái gì đấy? Nhảy, cái gì đấy? Cái gì đấy? Thầy hiệu trưởng à? Có một thằng cầm dao. Có sát nhân chỗ này à? Có một thằng nó đeo mặt nạ, tay cầm con dao. Con dao đấy hay gắn vào trong cái đầu một cái gậy để tạo thành phóng lợn. Mẹ bầu ấy kia bạ. Chết tôi không cứ chuyện lại. Đấy. Đấy không phải thầy hiệu trưởng đâu. Thằng này trẻ, tôi cảm giác nó trẻ. Nó đeo cái mặt nạ nhìn trông mẹ kinh lắm. Cảm ơn Tiến Anh ra xe về nhà. Thôi anh ra được đã tốt, về được thì đã vui. Mấy con game nó có bao giờ cho chúng ta được như vậy đâu. Khổ lắm. Không có xăng xiếc gì à? Không có xăng có ga ghiếc gì à? Chưa biết xăng ghiếc ga các anh ơi. Như vậy là cứ khi nào màn hình chuẩn bị mờ mờ chúng ta phải chạy ngay nhá. Đây nhà vệ sinh của các cô bảo mẫu. Không mở được. Không phải đây. Cảm ơn Thu Sinh. Ôi dồi ôi khiếp. Này nhiều bạn gái xinh thật. Đây rồi. Chìa khóa phòng ách chip rồi, phòng tài liệu đây rồi. Vào đây là mình sẽ biết được là đóng cửa đã. Là năm xưa em trai mình được thuyên chuyển đi đâu. Có tiếng bước chân phải của mình không? Cảm ơn Lazy Min. Thắp mấy cái đấy lên nhanh. Thắp mấy cái đấy lên nhanh. Cho sáng lên rồi tắt cái này đi. Mẹ bảo cho mày tự nhiên cảm thấy đúng không? Sợ thế. Được rồi. Cái gì đây? Ui! Tôi cần phải bắn hiệu trưởng và một vài coi như là người đàn ông đã khóa họ lại ở dưới tầng hầm. Một vài giấy tờ lưu trữ đã bị mất. Chắc họ đã mang theo xuống tầng dưới rồi.
Đầu tiên chúng tôi cần phải chuyển những đứa trẻ đi đã, sau chúng tôi sẽ xử lý nốt đám còn lại. Hiệu trưởng bị ăn đạn cho nên chắc sẽ không khó lắm đâu. Cái gì? Ê là cái gì? Sao các anh cứ bảo nè là cái gì? À e lên để anh em đọc á. Ôi dồi, tôi dịch cho anh em rồi, anh em cái gì phải đọc nữa. Tôi dịch cho anh em rồi. Anh em một cười không tin vào trình dịch của tôi à? Em trình dịch của tôi, anh em không tin tôi hơi buồn ấy. Bao năm nay dịch không công. Buồn. Có phải đọc làm cái gì? À, có thêm xăng rồi, hề hề. Đây gì, ấn E lên ở đây. Khổ, ừ, đây. Tài con nhà bà Liệu đây. Đây, anh em đọc được chưa? Tôi cần phải bắn. Đấy. Cảm ơn Lazy Min. Nói chung là tự nhiên hiệu trưởng với cả một vài đứa trẻ à, hay là một vài người đàn ông ấy, tự nhiên lại khóa chính mình lại ở dưới dưới tường tầng hầm. Chả hiểu. Chắc là những đứa trẻ nam thì phải. Tức là lão hiệu trưởng này lão bị điên rồi. Lão nhốt hết cả lão ấy với cả lũ trẻ ở dưới tầng hầm. Lão không cho đi đâu cả. Chắc lão bị điên. Từ từ đã, làm nào để sử dụng được. À đây, sử dụng cái này đi chứ. Đấy. Bây giờ mình phải xuống tầng hầm. Sao có vết máu đây thế nào? Đứa chưa có vết máu đây không? Ui mẹ. Vết máu người mà. Vết máu dẫn đâu đây? Trước chưa có đúng không? Mày bây giờ mới có đúng không? Hay là đây là chính là cái nơi mà lão hiệu trưởng lão bị bắn mà mình đi theo vết máu rồi. Vết máu dẫn đi đâu? Máu này chắc dẫn vào nhà vệ sinh mà. Đây vết máu dẫn vào đây. Đường xuống tầng hầm. Cảm ơn Yến Linh. Nhưng mà kiểm tra đã. Kiểm tra đã. Đấy biết ngay mà. Xem bức vẽ đã. Ái à, kinh quá nhở. Một cháu gái anh em ạ. Một cháu gái. Tay cái kia là cầm cái gì cơ? Cái kia là cầm súng đúng không? Nó vẽ khẩu súng đúng không anh em, hay là cái hay là con dao? Đâm thầy hiệu trưởng. Mẹ đấy. Con gái con đứa mất dạy. Nó trôi thầy hiệu trưởng luôn em ạ. Ê, kinh không chứ lại. Ờ nhìn thấy kiểu súng 6 năm đúng nhỉ? Gatling gun à? Ừ, đứa em nói tôi mới nhớ. Mẹ. Cái này giống kiểu Gatling gun. Kiểu ngày trước chơi phone out nhở. Chơi phone out trước cũng bảo Gatling gun. Cháu gái cầm Gatling gun một tay mới kinh. Này là thầy hiệu trưởng bị bắn rồi. Nó bắn thầy rồi. Còn mất dạy. Tự nhiên game lại lưu. Sao tự nhiên game lại lưu? Lắm cửa này. Ui vãi. Ui hầu rộng thế. Ê. Tạt
tao chơi ngu, nhưng anh em tao đâu. Nhanh tự giác anh em phải để nhắc nhở. Tự giác cho tôi cái nào. Tự giác cái xem nào. Khổ cứ để với nhắc buồn cười. Tự giác lần sau là cứ nhìn thấy cái này là luôn có luôn đáp án luôn nhá. Không có nói nhiều. Tự chơi đi đã. Nhẹ nhàng anh ơi. 6969. À thế à, 6969 à. Ok luôn. Wrong. Không phải các bạn. Wrong. Nó bảo là wrong. Có cái đài bật ở đây là sao? Gì? Ôi vãi. Bật đài một lúc mà chạy bố đài rồi. Em phá hoại quá. Em xin lỗi thầy hiệu trưởng với mọi người nhá. Em chỉ bật kênh thôi mà, em làm gì đâu. Khổ. Đây hình như là khu vực kiểu phòng nó nhốt ý. Nhốt người anh em ạ. Có giường thế này. Cảm ơn chị em suốt ti. Cứ từ xem bức vẽ phát. Cái gì đấy? Giật điện à? Hay là hóa siêu xay ra? Hóa siêu xay ra anh em ơi, hóa siêu xay ra. Đúng rồi, đây là Son Goku với lại Son Gohan. Còn cái thằng mà có cái cà vạt đỏ ấy kìa, Sen Bộ Hung. Đấy, còn cái đứa bé con đứng ở giữa là Son Goten. À, chưa được biến thành siêu xay ra. Không, cái này nó là đốt cháy anh em ạ, giật điện. Không, cái này không phải là cái này là kiểu giật điện thiêu ấy. Lão thầy kia là hiệu trưởng kia, lão đứng lão giật. Nhưng mà chả hiểu là như nào sao bị giật. Không phải xua cua anh em ạ. Nói chung là có vụ giật điện có gì đây nhỉ? Gì đấy? Không phải. Thiêu người. Tôi không rõ tại sao lại thiêu. Mà đứa con gái đấy là chính là đứa đã cầm gắt tinh gan bắn thầy đúng không? Tại sao ông ấy lại kiểu, tôi cảm giác kiểu ông bảo vệ đứa con gái đấy ấy. Ông bảo vệ cho cái đứa học trò đấy. Đây, máu tiếp tục dẫn vào đây đây. Nó đi vào thôi. Nào. Không nói nhiều. Hết chưa? Đấy, con này chúng ta còn có cả mẹ QE nhá. Có QE luôn. Đấy. Kinh không? Đấy. 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 Như vua rốt luôn. Nhanh chứ. Mẹ tôi rồi, nhanh lắm. Ngoài. Mà sao đây lắm đường đi thế? Có tiếng nước sùng sục sục ở đâu ấy? Đây rồi, căn phòng này đây là vết máu dẫn đến căn phòng này đây. Thầy ơi! Từ từ xem phòng này có tủ nó không đã. Có tủ là tốt rồi, có tủ thì yên tâm rồi. Bình tĩnh vào đây lấy dầu lấy xăng đã. Rồi, tốt. Thầy ơi! Thầy ơi! Em xin đuổi! Vì đã bắn thầy! Cảm ơn anh Huyền! Check góc! Đấy! Check góc.
Ôi dồi ôi, Jason à, có cái gì ở đây đấy? Cái gì đấy? Tiếng gì nghe khiêu thế? Cái bất yến linh. Ôi, mấy chỗ này chắc chỗ tra tấn. Khiếp, mài dao mài giết kinh thế. Có người bị coi như là trói hai tay, đóng đinh, đóng đinh vào hai bên tay, đóng thẳng vào vào cái bàn. Mẹ, lão hiệu trưởng điên rồi, lão hiệu trưởng điên rồi, lão ấy đóng đinh tay của coi như là lũ trẻ vào cái bàn, cái đinh đóng máu chảy kìa. Cái vừa chơi nó vừa ứ hự như này mày. Khó chơi quá nhở. Cứ vừa chơi vừa ứ hự. Cảm ơn anh em Blaster. Cứ vừa chơi vừa ứ hự này ai chịu được. Ở đây có người bị cưa người. Ở đây có người bị cưa người. Đây phòng tra tấn anh em ạ. Bây giờ thằng cái gì đấy không? Thằng này ngu thế, thằng cái gì đi. Còn chiến nhau chứ. Ra bầu đây. Giết người xong trôi vào đây luôn. Giết người xong trôi vào đây luôn. Mày mộ như mộ pha rồng này. Cái này là nó sắp đến đúng không? Là nó sắp đến đúng không? Nhanh lên. Biết ngay mà. Đi rồi. Đầu lâu rồi làm gì? À, ghép vào đây. Xương ai đây? Chắc là thầy hiệu trưởng. Xương bóng thế. À, mình phải ghép tay lại. Ôi, ôi trông kìa. Ôi, ôi, này hơi sai vật lý nhá. Xương gì tay lại như này. Vậy vậy tí thế. Được chưa? Còn thêm cái chân. Đây rồi. Chân. Ôi! Ôi, cái gì đây? Ôi 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 nhá. Có cái thằng áo trắng đứng đấy như bọn trẻ con hay sao ấy. Chính là nếu mày muốn vào trong hãy nhớ con số 1994. À ôi giời ơi, 1994 anh em ơi. Đó chính là đối tượng đầu tiên đã đến vào năm nay. Có password rồi. 1994. Cảm ơn Tân Thịnh Võ à. 1994 em nói nãy giờ. Bây giờ anh ấy bảo nói nãy giờ. Nãy thì cứ toàn 6969 với cái gì ấy. Đường đi ra ở chỗ nào nhỉ? Quên mẹ đường rồi. Đường đi ra ở đâu nhỉ? Tôi quên bố mất đường rồi, chết rồi. À thôi mình cứ đi vào đúng cái đường ngược lại này đi cho dễ.
Tốt, trong này tôi cảm thấy sợ lắm. Nó có tiếng gì ọc 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 ọc. Rồi. Ngon. Đừng có làm mấy cái nháy nháy này nữa. Làm mấy cái nháy nháy này vừa đau mắt vừa sợ. Không hiểu đứa nào tư vấn cho cái thằng làm game, nếu làm cái ánh sáng nháy nháy này bực thế. Kinh bố mẹ. Thôi rồi, còn từng chân. Thôi rồi, từ từ. Chưa được. Nó ra nơi à? Mày ra chưa? Chơi game mà rén Duy Khắc 2. Vâng, anh em Duy Khắc thì giỏi. Chết. Anh em Duy Khắc thì giỏi. Tôi gà. Cảm ơn Shotty. Mày ai dọa được tôi? Có dọa vào mắt. Từ từ đọc lại cái tài liệu nãy mình vừa nhặt được đã. Đây là chìa khóa đến hành lang phía đông. Ơ cái tài liệu nãy đâu nhỉ? À nãy mình chưa nhặt. À có một vụ tai nạn xảy ra bể bơi nhá. Ở cái khu trại mồ côi này nhá. Nhưng mà có một, nhưng mà có vẻ như lão hiệu trưởng này đã che giấu, bởi vì là nếu mà để lộ cái vụ tai nạn đấy ra sẽ rất có hại cho danh tiếng trường này. Cảm ơn Trần Toàn. Bây giờ là lương của mình lại còn bị cắt, quỹ lương bị cắt. Cái bức thư này nói là mình cần phải tiếp tục cố gắng làm việc. Có một vài đứa trẻ cần phải được chăm chăm trông nom. À, ok, mình phải đến chỗ bể bơi. Đây là bản đồ. Có bể bơi, một đứa trẻ chết ở bể bơi nhá. Nếu tôi như thế có một cảnh một đứa trẻ em gái chết đuối bể bơi. Nhìn này thì bố ai mà thuộc được chứ lại. Não đã cá vàng thì chớ. Ô ai mà thuộc được cái map, tôi thề với game luôn. Cái con game này nó làm cái đấy nó hơi sai sách. Tôi là làm game không nên làm cái việc như vậy, người chơi rất khó chịu. Hoặc là có làm thì làm vừa vừa thôi. Làm có lúc nào đấy chúng ta làm thì làm thôi, chứ không phải lúc nào cũng làm cái hiệu ứng như thế. Anh em yên tâm, chơi thần trùng không bị đâu nhá. Yên tâm. Cảm ơn Blaster, thank you anh em Blaster, cảm ơn Thơ. Thơ. Bây giờ chúng ta phải quay về chỗ ban đầu. Quay về chỗ ban đầu, mở cửa vào khu vực bể bơi. Đi. Chụp màn hình, anh em chụp cho tôi đi. Tại sao anh em buồn cười nhỉ? Tại sao tôi bắt tôi chụp, anh em không chụp ở như nào nhỉ? Anh em chụp cho tôi đi, để tôi lấy cái điện thoại để chụp đã vậy. Khổ. Chụp cho người ta đi xong nhắc người ta đi thì không, bà không làm, bắt người ta phải ấy nhờ, như nào nhờ. Hồi chết tôi rồi. Ngay nhanh em bỏ cái đấy ra, bỏ ra. Chạy. Vâng. Tôi sẽ cho anh em nhìn cái hình này. Đây là hình bức ảnh tôi chụp trên điện thoại của tôi. Khi mà đang chụp thì tự nhiên có thằng nó đến. Vâng.
Tôi cũng nhớ biết tôi đang chụp cái gì đây nữa. Đang chụp thì giật mình. Đéo hiểu chụp cái đéo gì. Rồi, đã chụp xong. Mang theo được á? Ờ, mang theo được mà. Ờ, đúng. Mang theo, đúng. Mang theo được. Mẹ thế mình không biết. Quên. Nhưng mà... Sao đi xuống tiếp là như nào? Tôi nhầm đường sao giờ? Sao tôi đi xuống tiếp mà mình đi lên chứ? Sao lại là đi xuống tiếp? Bỏ sở streamer đi làm nhiếp ảnh ra. Cái điều gì đây? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Tên này thì ai chơi? Đéo chơi đâu? Đéo chơi đâu? Cố thằng đuổi theo tôi đúng không? Có thằng đuổi theo tôi, tôi đang cười đấy, không phải tôi sợ đâu. Tôi đang cười đấy. Khốn nạn. Con game khốn nạn. Anh ơi, anh đâu rồi? Anh đây. Chứ anh đâu? Khổ. Tôi quay về bể bơi là tôi lên đây rồi. Cứ như là đồ trời ý. Bây giờ mình có ra được không? Đi về luôn. Không về được nữa rồi. Cái thằng trời chơi mày có bị ngu không? Mày chỉ cần chạy quần chui qua cái cửa sổ này là mày về được mà. Ừ, đập vỡ cái này là mày về. Hiểu. Cảm ơn game Blaster. Ở đây làm cái gì? Thế là nào? Cái chìa khóa bể bơi mình nhặt rồi đúng không? Đây, lead to the pool đây. Tại sao không mở được? Lỗi game rồi các bạn. Xóa game luôn, lỗi game rồi. Không mở được các bạn. Lỗi game rồi. Hay là mở khu này? À đây. Đây là khu của y tá. Của các nữ y tá ở. Nhà vệ sinh nữ. Tuyệt vời. Điều gì? Thằng nào kia? Hả? Hả? Là sao? Chị ơi. Chị này. Chị ơi, nó chuẩn bị lao thẳng đến mặt mình này. Nó lao đến thẳng mặt chúng ta. Nó chuẩn bị lao thẳng mặt thẳng mắt nha. Chụp nhắm mắt vào này. Cẩn thận rơi điện thoại này. Nó lao thẳng mặt mình này. Tôi biết rồi, mấy cái trò nó như vậy vào đây nó lao. Hả? Là nào?
phòng cafeteria. Đây là nhà vệ sinh có nữ y tá. Quê kìa mà, quê. Nhà vệ sinh nữ thì không mở, mở nhà vệ sinh nam làm gì? Có gì trong này mà mở? Có tiếng bước chân ở ngoài sao ý? Gần đấy lắm. Cảm ơn Trần Toàn, chúng tôi không đủ cũng như là đội ngũ làm việc. Ông B đã gửi, à ông ấy định là gửi người của ông đến đây, nhưng tôi không tin ông ấy, tôi thể tự xử lý được. Bây giờ nếu có ai đó mà phá vỡ luật thì mọi người sẽ bị phạt một cách công bằng, rồi họ sẽ bắt đầu đi tìm lẫn nhau, sẽ bắt đầu chăm sóc trông nom lẫn nhau. Họ đã bắt đầu rồi. Là sao? Không hiểu lắm. Nhà vệ sinh rộng thế. Cởi giày ra đi tất thôi cho ma nó không nghe thấy. Ừ, game mà được thì đã tốt. Này nó ma nó nhiều nữa này. Anh em chuẩn bị một trong mấy cửa này sẽ có dọa. Anh em cầm chiếc điện thoại cho tôi. Thấy cửa này đâu? Không, thế thì chỉ có cửa này thôi. Ê! Không phải, không có gì rồi, tốt. Có thằng ỉa ra coi như là xăng ga cho bật lửa. Tốt, very good. Nhẹ nhàng. À đây, trong này cũng có này. Ui mẹ, máu à. Ôi, anh nào từng được sở thích tắm máu ở đây khiếp thế. Ê, cái ảnh gì đây? Đứa này vẽ cái hình nhìn trông kinh thế. Đây là cái gì? Mặt cười à? Khiếp. Cái này là tôi cảm tưởng là bắt đầu là cái trại này lão hiệu trưởng lão điên thì lão bắt đầu lão trừng phạt lũ trẻ. Ê, bể bơi kìa ôi. Tiết Canh phải nói là bố của Tiết Canh lồng lợn. Hiếp quá. À tôi biết rồi. Đây là nhà máy sản xuất sở tinh. Nhà máy sản xuất sở tinh. Tức là sau khi mà cái nơi này bị không có tiền để trả lương nhân viên ấy, là ông hiệu trưởng quyết định là sẽ sản xuất sở tinh bán để có tiền trả lương. Xuống đi chơi cho vui đã. Ui không được. Ồ. Tắm sở tinh cái thôi mà làm gì căng thế. Ôi chết tôi rồi. Trốn. May không có gì. Định xuống coi như là gì? Cứ tưởng sổ tinh xuống coi như là bơi cái làm gì mà căng. Thằng đeo đến đúng không? Mày giỏi vào đây. Nó chỉ cần mở cửa phát tôi mẹ mở tủ chui vào luôn. Mở cửa vào đấy. Tôi đợi phút cuối cùng nó vào tôi mới mở cửa, tôi mới mở tủ luôn. Ờ. Đấy. Nó sợ ngay. Nó tuổi gì? Chả tuổi gì tôi luôn. Bể này hay là mẹ. Lắm cửa chứ không biết.
Này là cái gì? À, vặn cho nước nó rút hết đi anh em ạ. Cảm ơn Trần Toàn nhá. Kêu em Trần Toàn vặn dần cho nước nó... Đây, nước nó bắt đầu thấp đi rồi này. Mình vặn hết đi. Này, bao nhiêu sở tình như này mà lại vặn đi bây giờ không chứ lại... Phí thế. Đây, ôi, nhìn ra bên ngoài. Công nhận game cho chúng ta nhìn ra ngoài cửa sổ tí cảm giác nó đỡ sợ anh em ạ. Đấy, chứ ở trong này bí bách này. Đấy, nhìn tí cửa sổ nó đỡ bí bách. Rồi, như vậy là có một cái tờ giấy dặn là đừng có quên coi như là xả hết nước ở trong bể bơi trước khi lau rửa. Bọn trẻ con ở trong này phải tự lau rửa mấy cái chỗ này. Hãy cho tôi biết nếu tìm được thứ gì ở dưới bể bơi. Gần đây thì lũ trẻ bắt đầu là tháo những cái van khỏi đường ống nước, bởi vì là chúng có xích mích với cả thầy cô giáo, nên chúng tìm cách để tránh khỏi cái bài học bơi. Nếu như không thể tìm được cái van đấy thì đừng có lo, chắc nó nằm ở đâu đấy ở trong phòng giặt. Rồi, ok, bọn trẻ con nó giấu trong phòng giặt. Nãy giờ không thấy ma gì. Ừ, game vớ vẩn mà, ma gì? Nó dọa chúng ta tí thôi, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có ma, có ma gì đâu. Vớ vẩn à. Còn game ngay từ đầu tôi bảo anh em rồi, game phèn vớ vẩn, ma quỷ gì. Lúc đầu vào cho chúng ta mỗi một cái con cầm dao vậy, kiểu chúng ta kiểu mình sẽ nghĩ là sẽ có ấy. Em nhỉ? Đây, chỗ này bị thiếu mất một cái van này. Thực ra không có gì đâu. Thoải mái đi. Natasha, đừng nói về vụ ở bể bơi nữa. Không gì xảy ra cả. Không có cô gái nào hết. Nếu có ai đó hỏi, cứ nói rằng tất cả chỉ là chuyện được dựng lên thôi. Cô không muốn những đứa trẻ của chúng ta phải bị thả ra đường đúng không? À, có một cô giáo tên là Natasha bị lão hiệu trưởng lão dọa. Là đừng có kể đâu, tôi đứng lên tôi xem có ma quỷ được không. Tôi đứng luôn đây này. Nào, tôi đứng luôn đây này thằng ma. Mày giỏi mở cửa tao xem. Đấy, tôi thách ma luôn. Nào, thằng ma ra đây. Gọi vào đây. Mày dọa tao. Mày ngoài đấy này. Nói cái gì à? Nhưng làm gì được tôi? Nào ơi, mày làm gì tao? Mày đến gần tao đóng cái này vào xong làm gì ở đời. Ôi dồi ôi. Cầm dao tìm đến 10 năm không tìm được tao. Bắt đây bắt tên. Tao. Ơ à. Sợ quá cơ. Vào đây. Và vẩn. Quá kinh luôn đúng không? Bố đời mà. Mở trong tủ. Xiên vào mắt luôn. Ơ à. Sao dùng thế? Hả? Thôi. Đưa ngoài đây anh ơi. Mẹ rung thế. Rồi ôi. Đó, em xin phép. Bây giờ mình cần phải đến cái phòng giặt quần áo để lấy cái van. Chúng ta xong chúng ta quay đây, chúng ta lắp cái van vào đây là chúng ta vặn nốt là xong. Đơn giản mà, đơn giản mà. Vấn đề phòng giặt đâu? Giặt rửa chỗ nào? Hừ, giặt cá mình nào? Đừng có chơi kiểu đấy. Cẩm Ly à? Đừng có chơi kiểu đấy em ơi. Vậy anh đang tập trung thì chờ. Ôi trời ơi, không vui đấy em ơi. Cảm ơn Yến Linh. Đây, phòng giặt đây rồi.
không cần phải xem bản đồ luôn. Phòng giặt. Đây, một a như vậy là một đứa con gái chết đuối nhá. Khi đang bơi thì có một đứa con gái chết đuối, lão hiệu trưởng chứng kiến nhưng mà không tiết lộ cho ai cả. Đây là phòng tắm rửa người. Dọa nó vừa thôi. Yêu ai chơi thế bao giờ không? Ơ, đường này là đường mình. Được rồi, phải xem bản đồ với các bạn. Không xem bản đồ không biết được. Anh em nói đúng, phải sử dụng bản đồ. Không có thì tìm đến xăng năm mất. Nhưng mà bản đồ nó có ghi cho mình biết là cái phòng washing nó ở đâu đéo đâu chứ lại. Này thì nào là ai biết là phòng washing là phòng nào? Hay là cái phòng mà có dấu hỏi chấm ở đằng kia? Ừ, có khi là cái phòng có dấu hỏi chấm. Nó có một cái phòng dấu hỏi chấm ấy kìa. Vấn đề là bây giờ mình đang đứng ở đâu? Rồi bây giờ mình ra bể bơi trước đi. Cảm ơn Shotty. Ra bể bơi trước đi, ra bể bơi trước đi. Màu á? Màu gì? Nhìn theo màu á? Nó đến rồi. Nó đến rồi. Những đứa hỏng bắt được bố con ơi. Màu là cái gì? Cảm ơn Suzumi Hanako. Màu là cái gì? Chả hiểu màu gì. Cảm ơn hổ con xinh xắn. Màu gì? Màu xanh. Ờ, nó đến rồi. Nó gần lắm rồi. Nó đi rồi. Cái phòng chấm hỏi là cái cửa anh mở không được lúc nãy. À, có phần chú thích trong bản đồ thì có phần chú thích thật, nhưng mà nó không có cái chỗ nào ghi washer cả. Nó phải là washer room cơ. Chứ ai chẳng biết là dưới bản đồ có chú thích. Vấn đề là washer room, mình tìm được cái phòng giặt là giặt rửa ấy, hiểu chưa? Ê, con kia nó cứ đi loanh quanh ở chỗ này. Chứ nào ai chả biết là có cái màu kia. Vấn đề là cái phòng washing nó ở chỗ nào ấy. Cửa bên tay trái á. Cảm ơn DSP. Infirmary. Đâu, Infirmary là phòng y tế hả mà. Làm sao Infirmary là phòng mấy được? Ờ, nhưng mà cũng có thể là Infirmary thật. Từ đã, bây giờ mình phải ra đây đã nhá. Bắt đầu từ đây đã. Cảm ơn Tí Dũng. Đây là acid này. Đây là có một van này. Ok. Đây infi, đây chính Infirmary đây. Đây là không ra được, không mở vào được. À không phải. Không phải, không phải, tôi hiểu rồi. Không mở dây thì mình không sang được phòng Infirmary. Đây hướng này đây. Từ, nhờ cái này đã. Tôi đang ở hướng bên đầy, đang ở hướng bên màu xanh lá cây đây. Nhưng từ đây
không mở cái cửa đằng Infirmary kia được. Mình đi hướng bên trên thì cũng bị chặn, hướng bên trên cũng bị chặn một cái đen đen đằng kia, không phải đi sang được. Cái van chưa gắn có lối đi à? Bên kia đúng không? Ok luôn. Cái van chưa gắn ở chỗ nào nhỉ? Hôm nay tôi đi qua cái phòng mà có cái van chưa gắn chỗ nào nhỉ? Đây. Nhưng mà đây, phòng có van chưa gắn đây mà không có. Một cái van cơ. Cần mua gấp 2 gói mì tôm. Cái gì? Chuổng cời ăn mì 2 tuần cách ly là sao? Nó đến rồi. Đóng cửa thả chó. Tắt đèn. Yên tâm, không giờ vào đây được. Kể cả nó vào, nó mở cái cửa này ra, tôi đứng ngay sau cái cửa, nó sẽ không thể outplay được tôi. Yên tâm đi. Cảm ơn Tí Dũng. Nó vào này. Yên tâm, không bao giờ làm gì được tôi luôn. Không bao giờ làm gì được tôi luôn. Nó mở cửa, tôi đứng sau cái cửa, không bao giờ bắt được tôi luôn. Rồi vào đây. Nó vẫn ở bên ngoài các bạn, thằng này nó vẫn ở bên ngoài. Nó chưa đi đâu. Cái gì đấy, sao đen xì thế? Ôi chết tôi rồi. Nó gần lắm rồi. Mới giỏi vào đây. Để làm gì hết đời. Là xong gì đâu, và vẫn nến, tắt nến á, sao gì phải tắt, nó đi rồi. Bây giờ anh em chỉ ở tôi cái chỗ nào phát. Tôi vừa mới đọc tin xong, lúc nãy bắt đầu live stream thì chưa có tin. Anh em bảo biết vừa lên đọc tin, 6 giờ sáng mai bắt đầu cách ly em ạ, nhớ chấp hành đúng coi như chỉ thị anh em nhá, ở nhà cho nó an toàn. Ông lấy cái chìa khóa ở học bàn. Học bàn nào? Cách ly toàn quốc cả anh đâu? Hà Nội thôi. Anh em lên mấy cái báo ở VN Express là thứ mà đọc. Hà Nội thôi. 2 tuần 15 ngày. Hình tròn là van nước anh mới vặn có 2 van. Ai chả biết. Anh em cơm cháy không hiểu. Anh em bị làm sao đây? Vấn đề là bây giờ mình phải đi tìm cái van. Nó bảo là cái van nó để ở trong cái phòng giặt rũ. Bây giờ tôi phải tìm phòng giặt rũ, nó để cái van ở trong đấy mới cầm cái van đây được. Khổ. Học bàn cạnh phòng anh ơi. Học bàn này á? Không có. Không phải. Không phải học bàn này. Cái tiếng ấy, tiếng trong game ấy. Tiếng gì tiếng trong game ấy. Cảm ơn Blaster. Không phải. Ch-
chìa khóa trong học bàn phòng hiệu trưởng. Lấy rồi còn đâu? Đâu hiểu, phòng hiệu trưởng đi ngay từ đầu chả mở ngăn kéo ra lấy thứ ba đời rồi, em còn bảo chìa khóa trong phòng hiệu trưởng, bây giờ còn phòng hiệu trưởng gì nữa? Phòng hiệu trưởng lấy từ 10 đời rồi, bây giờ còn lấy chìa khóa trong phòng hiệu trưởng, chịu đi anh em thật. Lấy 3 tỷ đời rồi, bây giờ còn hiệu trưởng hiệu chéo gì? Lác à? Chấm hỏi phòng xanh không vào được. Cái phòng xanh, những cái phòng mà chấm hỏi, những phòng mà tôi chưa vào được. Thôi gọi mình cứ thử vào cái cái phòng đấy, chính phòng đấy mình mở đấy, không được đấy. Và chính là phòng này này. Và chính là cái phòng này này. Nếu tôi không nhầm. Nó đến nha. Nó vào nha. Đấy, kinh chưa? Tôi đang nghi về game nhá. Là bây giờ bắt đầu có thời gian đứng trong tủ, tôi mới có cái sự suy diễn của CD Chi Cu Dũng. Tôi khẳng định với anh em luôn là không cần phải suy diễn nữa, khẳng định với em luôn này. Cái thằng đeo mặt nạ và cầm dao chính là thằng em trai mình. Anh em cá tôi bao tiền, cầu cho nhanh luôn. Mẹ, tôi đẻ ra mấy thể loại cốt truyện. Đảm bảo với game luôn. Sai chặt cu luôn. 2 ca su. Ấy là kinh quá nhảy game shot ti 2 ca su chặt cu đấy. Kèo chặt cu đấy. Phải chơi kèo đấy nó mới vui chứ. Chặt cu đấy. Cu đấy. Đây đúng mà. Mở cửa vào đây. Bên này có 2 cửa này. Bên này là 2 cái. Ở đây 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 đây. Phòng này. Phòng này dẫn vào trong. Phải không có gì. Mình phải dẫn sang phòng này. Từ đã. Phòng này này. Ok chưa? Phòng này lên đây mở vào đây. Đúng chưa? Ông lên đây mở vào đây. Hôm nay đi vào rồi. Có phải phòng này phòng có dấu hỏi chấm đúng không anh em? Phòng này phòng hỏi chấm mà, từ kia chạy sang kia vào đây lượn lên đây. À, đúng mà nhỉ? Vào đây. Nói lượn đây là cửa này. Đúng không? Cái phòng này chính là phòng hỏi chấm đúng không? Nhà vệ sinh nữ ấy này. À, nhà vệ sinh nữ mình chưa vào. Vào chưa nhở? Ờ, mình vào rồi. Nhà vệ sinh nữ vào rồi. Người... À đây rồi. Ui giời ơi. Đây 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 đây. Washing room hóa ra là nhà vệ sinh. Mẹ, tôi lại nhầm thành. Nhanh 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 nhanh. Chị em giấu kỹ thế. Dưới nước chưa? Dưới bể bơi có cái gì? Chắc chắn. Ui vẫn còn xác của đứa bé con dưới à? À đâu, đây là con búp bê chứ. Một con búp bê chết đuối. Vấn đề là cầm con búp bê đi đâu? Ở đây thôi.
Nó cầm con búp bê đi đâu? Không đi về được, nó khóa rồi. Nó khóa cửa ra ngoài khu bơi này rồi. À, đi ra đường này chứ, đúng không? Đi ra đường này chứ. Đúng rồi. Cảm ơn Nhật. Thank you bạn Nhật. Đây là đường này, đừng đi ra đây. Không phải. Ơ à, nãy mình đi vào đây kiểu gì nhỉ? À, cửa kia phải mở được chứ. Thu thập 3 con còn lại trên map. À ờ đúng rồi. Đây là hình mấy con búp bê. Ờ đúng 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 đúng. Nhiệm vụ của mình phải đi lấy hết từng kia con búp bê. À, bây giờ game trở thành game đi săn lùm búp bê rồi. Exit đây rồi, cửa exit mở rồi, exit mở rồi, exit mở rồi. Infirmary, phòng y tế không mở được. Cái gì kìa? Mẹ, này là sao? Tủ ơi, tủ ơi, ta bảo tủ này. Ôi, cái tủ di chuyển kìa. Vãi trưởng chưa? Kinh chưa? Ghê không? Nó gầm lên khi tủ gần. Đây là một người bị nhốt trong này. Ma tủ. Ừ, ma tủ anh em ạ. Đây là một thằng bị nhốt trong tủ. Mở luôn sợ gì? Làm sao? Làm sao? Ơ. 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 Heo gì? Tôi bị hoảng à? Ơ. Mẹ có ma tủ kinh đấy. Tủ đề anh em ạ, tủ đề. Cảm ơn Suti. Tủ đề anh em ạ. Ghê vãi chưởng. Thôi anh em nghỉ vài phút rồi mời anh em sang K2. K1 thế rồi anh em ạ. Tôi sẽ còn chơi tiếp con game này để xem mà rốt cuộc cái bí ẩn của cái trại mồ côi nó là như thế nào.